Ngay sau khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không ở phần lớn biển Hoa Đông, bao trùm cả quần đảo Senkaku, Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản, thì ngày hôm qua, Mỹ đã triển khai hoạt động huấn luyện bay định kỳ ngay trên không phận của vùng biển này mà không thông báo cho Bắc Kinh. Việc Mỹ điều máy bay hoạt động ở khu vực này được coi như một thông điệp rõ ràng đối với Trung Quốc. Hai máy bay B-52 không trang bị vũ khí, cất cánh từ căn cứ ở đảo Guam, đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện trên không phận nhóm đảo Senkaku, Điếu Ngư. Lầu Năm Góc cho biết chuyến bay huấn luyện kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ và không đụng độ với máy bay Trung Quốc. Trước đó hôm qua, Lầu Năm Góc tuyên bố việc Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ở vùng biển Hoa Đông sẽ không làm thay đổi cách thức Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực này. Theo Lầu Năm Góc, máy bay Mỹ khi bay vào không phận vùng biển Hoa Đông sẽ không phải khai báo kế hoạch bay và cũng không phải phát tín hiệu và biểu tượng của mình vì đó là không phận quốc tế. Phản ứng trước diễn biến này, thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc phát sóng trên truyền hình Trung ương cho biết, quân đội Trung Quốc đã giám sát toàn bộ diễn biến, tiến hành nhận dạng kịp thời máy bay của Mỹ và rằng Trung Quốc có năng lực kiểm soát không phận này một cách hiệu quả. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố sẽ hợp tác với Mỹ để đối phó với hành động của Trung Quốc. Việc Trung Quốc tuyên bố vùng nhận diện phòng không là một hoạt động đơn phương và vấp phải phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi mong muốn Trung Quốc phải rút lại tuyên bố này, càng nhanh càng tốt, bởi chúng tôi không thể chấp nhận được hành động này. Và tôi tin rằng Mỹ cũng đang hành động giống quan điểm của chúng tôi. Trong bối cảnh căng thẳng ở Hoa Đông leo thang, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua ngoại giao. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Martin Neserki cho biết, Tổng thư ký Ban Ki-moon mong muốn các bên liên quan tiếp cận các vấn đề trên tinh thần thiện chí và xây dựng, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.